Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video một loạt video này em rất vui mừng được giới thiệu với các bác một loạt những chiếc xe được chiết khấu giảm giá rất là nhiều trong cái thời gian mua sắm cận Tết này. Tại sao lại lý do là những cái xe này được chiết khấu? Bởi vì là những cái xe này em nhập của đối tác và đến cuối năm thì bên đối tác và em là cộng sổ và tiến hành là bên đối tác là tiến hành chiết khấu cho em. Và những cái xe này em được chiết khấu và em sẽ giảm vào giá bán. Và sau đây em sẽ đánh giá chi tiết từng chiếc một, mời các bác đón xem. Và những cái chiếc xe này ấy, thì giá nó sẽ rất là hợp lý. Các bác nào mà quan tâm thì liên hệ ngay với em để sở hữu. Vâng, và chiếc xe đầu tiên em xin giới thiệu với các bác đó là chiếc xe đạp Merida dòng Touring màu hồng và là dòng xe của Nhật bãi, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Và bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá chi tiết chiếc xe này. Vâng, như trong khung hình các bác đang nhìn thấy đây là tổng thể cái chiếc xe đạp Touring hiệu Merida đã qua sử dụng tại thị trường Nhật và đang được cửa hàng em được đối tác của cửa hàng em chiết khấu cuối năm, cộng sổ dồn sổ cũng chiết khấu cuối năm. Thì xe này nếu mà ở mùa hè mà bên đối tác cung cấp cho em thì giá bán ra nó phải tầm khoảng trên dưới 5 triệu. Hiện tại cuối năm giá bán xe này chỉ có 3,8 triệu, giá bán xe chỉ 3,8 triệu và không chưa gồm bao gồm phí ship. Các bác ở Hải Phòng hoặc là các bác qua cửa hàng lấy thì giá là 3,8 triệu, còn nếu mà các bác ở tỉnh thì cộng thêm, vui lòng các bác cho cộng thêm cho em vào phí ship, nó vào tầm khoảng 200-300 nghìn là ship được toàn quốc rồi. xe không là giá 3,8 triệu ạ. Vâng, và em sẽ đánh giá cơ bản qua cái cấu tạo của chiếc xe này. Chiếc xe này thì có size, có nghĩa là cái từ trung tâm của cái trục đạp này lên đến cái khóa yên này là 41 cm. Thì cái thông số này nó đã thể hiện, nó ghi ở trên khung đây là center to top 41 cm. Xe này là đời 2011, năm sản xuất là 2011 và đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Nước sơn của chiếc xe thì cơ bản là màu hồng phấn nhạt. Bác nào mà mua chiếc xe này mà cho các bác nữ hoặc là cho con cháu mình đi học là rất tuyệt vời. Xe giá chỉ có 3,8 triệu, chưa bao gồm phí ship. Về sơn của chiếc xe thì có xước một vài chỗ, thì cái xe, những cái xe bãi về này thì không thể tránh khỏi, nhưng mà về em đánh giá chung là chiếc xe này thì sơn là rất là đẹp. Yên của chiếc xe thì hầu như những cái xe bãi thì em phải bọc lại yên rồi, tất cả là đồ nguyên bản. Về bộ phận chuyển động của xe thì đằng trước chúng ta được trang bị một bộ chuyển động, một bộ đùi đĩa là Shimano 3 tầng và một cái gạt đĩa. Đi kèm với đó là đằng sau là líp vặn hiệu Shimano 7 tầng. Và một cái đè Shimano Tourlay TX. Chiếc xe này được trang bị một cái cặp bánh đằng trước và đằng sau giống nhau, là bánh 700C, vành 2 lớp, Mayer nhôm, như các bác có thể thấy. Lốp là lốp Bontrager của hiệu của Mỹ, rất là đẹp. Đùi đĩa Shimano này, gạt đĩa đề tức xứ Shimano hết. Thì thông thường các cái xe touring Nhật bãi thì là 99% sử dụng là phanh V, cho nên là những chiếc xe này cũng là sử dụng phanh V. Đằng trước cũng là Mayer nhôm, vành 700C 2 lớp, rất là cứng cáp. Đũa thép đen, lốp Bontrager. Trên tay cầm của chúng ta thì có ghi đông dạng thẳng, được cấu tạo bằng chất liệu nhôm. Và bên tay phải là tay bấm xả 7 tốc độ cho chuyển líp, và bên tay trái là 3 tốc độ cho chuyển đĩa. Xe có 21 tốc độ khác nhau. Chúng ta sẽ đi cùng đến bên này của chiếc xe. Về cơ bản nếu mà để mà đánh giá thì xe này với cái xe mà đã qua sử dụng tại Nhật thì với cái nước sơn này thì quá là, em nghĩ là quá là đẹp rồi, bởi vì nó không thể nào tránh khỏi những cái vết xước nhỏ nhỏ như thế này được. Rất là khó bởi vì nó ở bãi về. Về cơ bản là chiếc sơn của chiếc xe này là rất là đẹp.
Bên này chúng ta có thể nhìn thấy cái tem của Miata, có thể là do cái hãng Miata nó cung cấp cái xe này ở bên Nhật đời 2011. Đây là phần bên này của chiếc xe, cũng có một vài chiếc phết xước nhỏ nhỏ. Sơn là nguyên bản, bên em là không dặm tút, nguyên bản. Nói chung là xe đang trong tình trạng là hoạt động tốt, bộ chuyển động trơn tru, không có lỗi lầm gì cả. Và xe này em nhập từ đầu năm và đến cuối năm mới quyết toán sổ, thì bên đối tác có chiết khấu cho em mấy chiếc xe đây. Thì các bác giá hiện tại bây giờ là 3,8 triệu, chưa bao ship. Các bác nào mua thì nhanh tay liên hệ với em. Và giờ số lượng là không có nhiều, và cái chương trình này thì cũng chỉ áp dụng đến một thời gian ngắn thôi. Bác nào liên hệ ngay với em nhé.